Mình là Duy Khả đây, chúc tất cả mọi người một ngày mới học tập và làm việc vui vẻ nha mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một video về chúng ta tìm nhau ăn xôi và mình sẽ chế biến một cái món sốt Thái nước chấm thật là ngon cho mọi người cùng thưởng thức nha mọi người. A few minutes later. Thì mình cũng đã có chuẩn bị cho 2 kg xoài non với lại một ít gia vị của nó. Tí nữa mình sẽ cùng làm một món sốt Thái và chúng ta sẽ chấm xoài nha mọi người. Ok, đây mình làm một số gia vị đây. Ok, mọi người đi theo mình nhé. Thì mình sẽ làm cái sốt Thái này và chúng ta thưởng thức xoài non thôi, cho nó dầu, cho nó sôi một tí đã. Chúng ta cho ít dầu để khử hành với tỏi cho nó thơm nha mọi người. Bây giờ có vẻ như dầu cũng đã nóng nóng rồi, chúng ta cho hành vào là khử một tí nha. Chúng ta cho tỏi với hành vào là khử cho nó có mùi thơm nha. Được rồi anh em, chúng ta vớt nó ra nha. Vớt nó ra rồi chúng ta sẽ làm đường với nước mắm riêng. Tí nữa chúng ta sẽ trộn chung lại với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cho đường vào nha. Chúng ta cho một tí nước đỡ đường khỏi bị cháy nha mọi người. Rồi chúng ta cho một xí nước mắm nha. Rồi chúng ta đợi nó sôi thôi. Bây giờ bỏ ít tép vào cho nó chín nha mọi người. Ok mọi người, sau một thời gian thì chúng ta cũng đã chế biến nước sốt chấm Thái này rồi. Giờ chúng ta xách xài về ăn thôi. Đây, mọi người thấy không? Thèm không? Bữa từ cái đợt video ăn me á, tới nay mới cảm giác thêm chua lại nên là hôm nay mới làm clip cho mọi người xem. Hôm nay ăn xoài sốt Thái đi bài luôn. Ngon quá. Ok, chúng ta xử thôi. Đây, mời mọi người nha. Mọi người muốn ra cái đã. Ngon lắm.
có mua được chùm ruột á, mình quay còn làm chùm ruột ăn với mọi người cho vui. Này hành tỏi này, ớt này, tép này, wow. Mọi người có thể làm thêm món này cho nó hấp dẫn hơn, xoài chấm sốt Thái y bài luôn, mình cũng học trên mạng thôi. Bền quá mọi người. お前はもう死んでいる。 Ôi,
Ok mọi người, bây giờ thì mình sẽ ăn miếng này, miếng cuối cùng nha. Nãy mình ăn chỉ cần 4 cái rồi. Mọi người cảm thấy clip này hướng dẫn hay và thú vị thì nhớ để lại mình một like và chia sẻ ủng hộ video nha mọi người. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông để ủng hộ những video tiếp theo của mình nha. Ok mọi người, bye bye.